Mày không có like con, mày không có like con. Tự nhiên con được bắt anh nghĩ ăn. Cái này là mình lưu lại những cái kỷ niệm, hiểu không? Những khoảnh khắc sau này muốn kiếm còn không có nữa. Mình cứ tự nhiên đây nè, tám cái vô còn không được vô nữa. Hiểu chưa? Bảy đời nào mới quay tám đâu. Bảy kiếm người đẹp mới quay không đó. Mà con được quay vô có nghĩa là con đẹp đó. Không quên đó. Hiểu chưa? Con này mẹ đứng thì bảy nó dìm con đó. Không có gì nữa chứ, mình cứ tự tin mình ngồi thoải mái. Bên kia hút nước không kêu nước ngon quá, nó khát nước. Thôi để ăn gọi luôn đi, ăn gọi dọn cho cái chồng đi. Thôi thằng kia xong chưa? Chưa. Chưa là sao nữa? Lên con nữa. Không. Thôi. Được rồi. Một tô cơm, một tô bún rồi. Giờ nè. Không có phân nữa. Thôi, không. Được mẹ nhiêu được rồi. Stop. Con cơm xuống dưới rửa. Cổng luôn nó phải giác. Muốn người ta ngồi ra chát rồi mình hại miếng. Giác rồi ta giác. Hai tô. Thằng nào không mẹ thì chỉ là bưng ở dưới nè. Bưng ra dùng bảy rửa. Đấm rửa sạch, đấm rửa sạch. Cô cha mày giác thêm tô nữa. Không ăn gì cái này cái gì. Cái nó hơi mặn nha. Mặn dữ luôn. Bằng chứng cái này cũng gì cũng mấy đứa giác nó ăn mà nhìn nó thèm đó. Nhà dư nữa mới cái bánh hải sản 200 lỡ cũng chỗ hơn con Thảo hoặc bằng lái chung với em mà bữa trước em có giao rồi gần 7-8-9. À, chắc quán cà phê Ngọc Thảo quá. Phải không? Không, không.